các bạn có thể thấy được các loại máy bơm như vậy. Đây là bơm Cosin EX13 Premium 4.5, hàng này về thì cực nhanh hết luôn. Cơ AC siêu êm luôn, xích cam siêu bền, siêu êm, siêu nhạy nổ. Bên này không tám. Ở dưới bên này không tám hết. Rất nhiều máy đẹp. Các bạn có thể thấy được máy nguyên bản này, máy về mà đẹp thôi rồi luôn. Nhưng còn ốc còn vàng khè luôn. Rất đẹp. Kia là Suru EX13 Premium, đây Suru luôn. Con này hàng khủng luôn ạ. Con này là EX17 6.0 họng 80. Hàng này thì tương đối hiếm và giá tương đối cao hơn một chút, trên 4 triệu. Đối với hàng EX17 Honda 4. Đẹp, nói chung hàng đều rất là đẹp. Các bạn thấy chuyển hàng rất là vất. Tổng số lượng bơm về là được 60 con. Honda 2.5 thì đã cắt hết luôn cho khách rồi. Con không anh? Con nhỏ xem nhét được vào bụng này chở được ối. Chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của máy mình Stone. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2019. Và đây là lô hàng đầu tiên của năm 2019 mà chúng tôi đã về. Lô hàng này chúng tôi phải đặt đóng hàng từ hôm mùng 6 âm lịch Tết. Và đến hôm nay là 20 tháng 2. 20 tháng 2 là 10, hình như 17 âm lịch ấy, thì hàng nó mới về được các bạn ạ. Mất gần 15 hôm. Vì là do đầu năm thì các cái đơn vị vận chuyển họ vẫn chưa chạy. Và cái lượng hàng nó ứ đọng quá nhiều, do đó hàng bị delay rất là nhiều. Do cái lượng hàng trước Tết Bình Sơn để tồn kho nó tương đối nhiều nên mới đủ để đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng đến hôm nay thì hàng cũng hết rồi và may quá. Đúng 20 tháng 2 thì hàng về một lô, các bạn có thể thấy được lô hàng máy bơm rất là nhiều tại địa máy Bình Sơn. Máy này đều là máy Nhật bãi. Thì sau đây chúng tôi sẽ cùng giới thiệu cho các bạn những cái mẫu hàng đợt này về. Thì trước mắt các bạn đây, các bạn có thể thấy nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chiếc máy bơm nước Subaru. Thì bơm nước Subaru chúng tôi giới thiệu với các bạn quá nhiều rồi, máy cực kỳ đẹp luôn. Các bạn có thể thấy được đây là những chiếc Subaru EX13 động cơ 4.5 HP họng 50. Chiếc cam này các bạn có thể thấy được dòng EX13 13 4.5 HP Premium. Những chiếc này cực kỳ mới luôn các bạn, có thể lên đến 80-90%. Các bạn thấy nguyên bản mà nó đã như thế này rồi. Đây nhá, hàng vừa hạ xuống các bạn ạ. Chúng tôi chưa có động chạm gì vào mà máy đã đẹp như này rồi. Đảm bảo các bạn máy cực đẹp luôn. Sau khi vệ sinh qua về ngoại hình, các bạn có thể thấy được có duy nhất một chiếc Subaru EX17 động cơ 6.0 Premium. Máy cũng còn siêu đẹp luôn. Các bạn cùng nhau chúng tôi thử tháo nắp bình xăng cho các bạn xem này. Gần như tình trạng chưa đổ xăng luôn. Lọc xăng này các bạn có thể thấy được gần như không có một tí xăng nào trong bình xăng, không có một gợn gì. Máy siêu đẹp luôn. Các bạn có thể thấy được chiếc này nó còn vẫn còn cái bọc ở hai bên để bảo vệ cái khung máy, còn rất là đẹp. Rồi chiếc EX13 Premium, chiếc cam này cũng rất là đẹp, hai chiếc cam cực đẹp. Chiếc Honda 4 GX120 quá đẹp luôn. Rồi, các bạn có thể thấy được bơm này đều là sản xuất tại Nhật Bản các bạn nhá. Những chiếc này đều là Cosin, các bạn thấy không? Tem Cosin bên hông này. Cosin là một cái thương hiệu hàng đầu về máy bơm nước rồi. Rồi, đấy là dòng Subaru. Còn đây là các bạn có thể thấy được Mitsubishi GM82. Những chiếc này còn rất là đẹp, có những chiếc là xách tay, còn có những chiếc là có khung. Rất là đẹp. Đây, những chiếc này là GM82. Có chiếc màu đen, có chiếc màu vàng các bạn nhé. Cái này thì các bạn không thích dùng senzin của nó, senzin của nó các bạn có thể thấy được họng 25 này. Nếu mà các bạn không muốn dùng senzin ấy, các bạn có thể lên sen 76, rất là ok luôn. Lưu lượng cực khỏe. Rồi, bên cạnh đây thì các bạn có thể thấy được rất là nhiều, gần 60 chiếc Robin AE08. Nhiều luôn, máy rất là đẹp các bạn nhé. Nguyên bản luôn, các bạn có thể thấy được. Chúng tôi sẽ quay điểm cho các bạn xem những chiếc máy mà còn chưa vệ sinh, nhìn hình thức nó như thế nào. Rồi các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như chiếc này chẳng hạn như thế, chưa vệ sinh này, lốc còn rất là sáng này. Đấy, nó chỉ bị bụi bẩn thôi. Ốc này các bạn thấy ốc vàng luôn. Tem, tất cả các thứ chưa bị oxy hóa, chưa bị gì. Chiếc bên cạnh thế các bạn có thể thấy được này. Lốc này, cực kỳ chất, hàng Nhật mà. Thì đối với những cái mẫu Robin AE08
hoặc là Mitsu GM82 thì giá tại điện máy Bình Sơn nó sẽ dao động từ 2,5 triệu cho đến 2,6 triệu tùy theo từng chiếc. Có những chiếc máy Honda thì giá nó sẽ cao hơn, nếu mà Honda 4 thì nó sẽ rơi vào tầm từ 3,5 triệu cho đến 3,8 triệu tùy theo từng chiếc. Rồi, đây là những cái dòng máy bơm rất là phổ biến, các bạn có thể sử dụng bơm ruộng. Những chiếc này thì cực kỳ hợp lý luôn, vì điện máy Bình Sơn chúng tôi nhập những cái hàng này để phục vụ bơm ruộng mà. Các bạn có thể thấy được con Mitsu G222. Các bạn nhá, lưu ý nhá, tem Mitsu nhưng máy này vẫn thuộc hệ là Robin AI08 các bạn nhá. Máy trong không khác thì Robin AI08 mà, các bạn có thể thấy được. Nhưng mà thương hiệu của nó là Mitsu G222. Công suất của nó từ 2.0 cho đến 2.4 HP. Rồi, có 3 chiếc động cơ thì các bạn có thể thấy được. Một chiếc động cơ Mitsu 6 GM180 và một chiếc động cơ GM181. Chiếc GM180 thì các bạn có thể thấy được, và GM181 thì các bạn có thể thấy được 6 mã lực và cốt của nó đều là cốt xéo. Có một chiếc động cơ G180 tháo từ đầu đầm ra, tháo từ đầu đầu máy xới ra, các bạn thấy không? GM180L rất đẹp, bình xăng luôn, zin rất là đẹp. Áo này các bạn thấy áo sắt này còn rất là đẹp luôn. Con này khả năng có đề cao, không có đề các bạn. Chế khóa điện luôn. Các bạn nhìn ốc này, chán luôn, máy chưa vệ sinh. Nhìn này, thật sự quá đẹp. Buli hai rãnh, hai rãnh buli hai rãnh bản A các bạn ạ. Chiếc này các bạn kéo lên bơm nước sen 76, sen Phạm Quang MH cực tốt luôn. Đây các bạn thấy buli. Cái này bản chất nguyên bản của nó là máy cày các bạn nhá, đầu máy cày. Đây GM181, các bạn chạy vỏ lái thì không phải nghĩ rồi. Rồi, sau đây là toàn bộ cái lô hàng mà điện máy Bình Sơn về ngày 20 tháng 2 năm 2019. Nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974457099. Vui lòng like, subscribe kênh YouTube của điện máy Bình Sơn để liên tục cập nhật video mới nhất nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.